cái cầu đó. Họ đang biểu tình cái gì ngoài lớn lắm. Vợ vua, tức là cái vườn thượng viện này là có nhiều tượng của các bà hoàng hậu nước Pháp. Bởi vì cái cung điện này là cũng là một bà hoàng hậu nước Pháp xây, thành ra bà mới là làm tượng toàn là nữ hoa. Bà này là Marie de Médicis, đầu thế kỷ 17. Lâu đài xây dựng năm 1612. Lúc sau cung điện, lúc sau 400 mấy năm mà vẫn còn ha. Có trùng tu nhưng mà 400 năm rồi. Mà của phụ nữ mang kiến trúc là của Ý. Cái này là phụ thân Ý đó. Cực kỳ đẹp. Nữ hoàng Marie de Médicis là vợ của vua Louis thứ 13. Đẹp quá. Louis thứ 13 là bố của Louis thứ 14 chứ không mà xây dựng cung điện Versailles á. Ngày kia mình đi đó là đây cũng đẹp quá ha, tất cả cứ đi vào đi dọc ra buồn là quay là chụp là chặt đẹp lắm, đi chọn góc là Phương dựa vào trong ban công đi, dựa vào trong ban công này nè.